Ban tổ chức đính chính thông tin Blackpink chỉ hát 13 bài tại Hà Nội. Các ca khúc trong danh sách biểu diễn của Blackpink vẫn đang được cập nhật. Trưa mùng 4 tháng 7, thông tin về những ca khúc của Blackpink được cấp phép biểu diễn tại Hà Nội bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, 13 ca khúc gồm có Đều Đều, Sắc Đau, Tiếp Ba Cơn, Pretty Silver Stay, Playing With Fire, Quito, Ask If It's Your Last, Love Sick Girl, Young Tenor Quark, To Yo, Forever Eon, Kiss and Make Up, Ice Cream và không có sân khấu solo từ các thành viên. Thông tin này khiến không ít người hoang mang vì số lượng ca khúc quá ít. Với 13 ca khúc này, concert có thể chỉ diễn ra dõng dẹn trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Mới đây, đại diện ban tổ chức chương trình đã có chia sẻ về thông tin Blackpink chỉ được hát 13 bài. Cụ thể, phía đại diện cho biết thông tin trên chưa đúng, danh sách các ca khúc của Blackpink vẫn đang được cập nhật và chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số 13. Về phía ban tổ chức, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để mang đến một concert tầm cỡ quốc tế cùng những trải nghiệm trọn vẹn nhất dành cho người hâm mộ, nói riêng và những người yêu nhạc nói chung. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự đồng hành, ủng hộ của quý người hâm mộ, quý đơn vị truyền thông và quý cộng đồng yêu nhạc, đại diện ban tổ chức chia sẻ thêm. Còn nhớ trước đó, Binh Dư Nằm cùng với Sắc Đau và Tali đã bị cấm sóng trên đài KBS. Cụ thể, theo văn bản công bố, Sắc Đau và Binh Dư Nằm đã vi phạm điều khoản 46 trong quy định về đánh giá phát sóng. Cụ thể, hai ca khúc này đã đề cập đến hai thương hiệu nổi tiếng là Lamborghini và Silai. Trong khi đó, Tali lại bị đánh giá có phần ca từ nhạy cảm, dung tục không phù hợp để phát sóng. Riêng Binh Dư Nằm trước đó đã không được tranh cướp tại chương trình Music Bank vì vi phạm quy định nói trên. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều người hâm mộ lo lắng các ca khúc của Blackpink sẽ khó qua ai kiểm duyệt tại concert sắp tới.